Hello anh em, hôm nay về được hàng cũng nhiều nhiều thì quay lên cho anh em xem chơi trước ha. Thì món nào hoàn chỉnh thì mình sẽ lên những clip sau. Âm ly Adirang 203 ba la mã EV, tình trạng là nguyên bụi chưa động chạm, còn hát đó, hát nhạc tép rất là hay. Vỏ bọng hơi bụi bặm, chưa vệ sinh, chưa làm gì hết đó, EV nha. Thì tình trạng con này còn hát, anh em muốn mua như thế mình bán luôn 700k. 700k là còn nghe nhạc chuẩn bài đó, nghe nhạc ngon nha. Thì dọn lên thì mình sẽ tính thêm tiền công tiền này kia đó, thì nhưng mà chưa dọn còn hát thì bán 700k. Và về được hai con ít giờ. Ít giờ thì số lượng bao la anh em có thể đặt hàng trước. Adirang ít giờ tăng phô đại 580W nha, hai con. Đó, cái này giờ anh em có thể đặt trước. Giá dao động từ 1.4 triệu đến 1.6 triệu, là hàng đẹp, hát nghiêm chỉnh. Đó, là hàng nghiêm chỉnh nha. Còn hàng như thế này anh em có thể mua về dọn, anh em thợ lái chuyên môn họ có thể liên hệ riêng để biết giá mua về dọn. Giờ ở đây giờ được một số cặp lo họ quay cho anh em xem luôn. Đây nè, đang test nè, lo xăng hấu bọc nỉ nha, bass 30 nè, đang hát á. Ghép lũ đạn nha. Đó, lo này là lo nỉ xăng hấu. Đây, cái nồi hấp của em nó ha. Nồi hấp em nó các bạn. Bass nè. Lo này tình trạng là cặp bass zin hết, chưa sửa chữa còn hát bình thường. Thì tí xíu nữa có thể mình sẽ lên clip này, clip cặp lo xăng hấu gia đình đáng chơi được nha các bạn. Chứ phải lo siêu điểu nha. Đó, củ từ nè, củ chép lựu đạn trà ná các bạn ơi. Đó, thì cặp này tí xíu mình sẽ lên clip. Giá dao động từ 1 triệu đến 1 triệu 2 à, giá rất là phải chăng. Đó là lo còn hát full chức năng và hát tốt, cặp bass zin chưa quắn nha, lo zin á. Còn ở đây về được một cặp lo này hiệu là Jaguar. Đó, đang kiểm tra nó đứt một cái chép. Lo này có phân tầng đồ đầy đủ nha. Và cái chép nè, chép và chép bự. Chép củ từ to, đó, chép từ từ đại nha các bạn. Lo về cũng được 2-3 cặp, đây còn một cặp nữa. Đây. Cặp này là cặp tiếng đẹp nha. Tiếng đẹp nhưng mà tình trạng một cái thì nó chết hết rồi, cái bass này đứt luôn, cặp chép này đứt, còn cái kia hát bình thường. Đó, lo này đặc biệt cái phân tầng nó rất là gấu. Đó, phân tầng chúng ta thấy nè, có một cái cuộn đồng to. Cái này còn hát nè, và cái này còn hát nè, tiếng đạt và Jaguar nha các bạn. Đây, đó. Hàng bình dân giá cực kỳ tốt cho anh em. Đây cần của cái lo Jaguar nè, thấy không? Có nhiều sản phẩm thì có hàng ngon hàng hot nào mình sẽ lên clip cho anh em. Lo Adirang dân 1, bass 25, lo Baramax 2 tắc. Đó, lo này có thước bự, ginh nặng tay, đầm. Hàng này là bên trong nội thất cũng tương đối ok, chứ không phải hàng điểu. Thì mình sẽ lên clip hoàn thiện nó sau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.